Đèn pha đây là bộ khóa xe tự động. Đèn xanh thì ở đây có cái các đèn tín hiệu, thì đèn xanh có nghĩa là đã sẵn sàng đợi xe vào. Sau khi đẩy vào thì ngay lập tức là có đèn tín hiệu và càng khóa xe tự động khóa vào. Và đây là nhả thẻ tự động, nhả thẻ cái chủ nhả thẻ sẽ tự động nhả thẻ ra. Chờ 10 giây không lấy thẻ thì sẽ báo động. Báo động. Không ạ. Mình lấy thẻ ra, nó sẽ lắp. Nó sẽ lắp. Bây giờ mình bỏ thẻ ra rồi lấy xe. Chờ 5 giây xe không mở thì còi sẽ báo để mình lấy xe ra. Khi lấy xe ra thì còi sẽ tắt. Quay lại cả quá trình. Dắt kỳ rồi. Tự động nhả thẻ ra. Không biết đứng cái này quay nè. Đi góc và sau cái đèn này. Chờ lấy thẻ 10 giây. Chờ lấy thẻ 10 giây, nếu mà không lấy thẻ không trong 10 quên giây quên lấy thẻ thì sẽ còi sẽ tự động báo. Còi báo. Lấy ra thì còi dạ. Xem. Đây, rồi. Đã khóa rồi. Đây tình trạng đã khóa đi. Rồi, bây giờ nếu như mà lấy có cái chỗ để giam lấy xe ra. Nếu mà có người cố tình lấy xe ra thì còi sẽ kêu. Bây giờ mình phải bỏ xe ra. Bỏ xe ra. Thì sẽ mở ra. Và nó còn hết kêu. Càng tự động mở ra là còi hết kêu. Không lấy xe. Không lấy xe thì còi. Dây thì còi sẽ tiếp tục kêu. Kêu để báo thì lấy xe ra.